Hello, chào anh em nhé. Chào anh em đến với kênh Phạm Diệu với Lâm Phục Sống Tại Đài Loan. Thì hôm nay thì mình sẽ đưa lên cho anh em một cái rồi ở bên đài đấy có người bảo bắt 120 người bắt trập pháp ở bên đài. Thì hôm qua đấy thì mình muốn nói là sống ở đây cần gì bị đạp đổ chén cơm của họ anh em. Thì chẳng trách chỉ đi ra xã hội toàn bị kỳ thị người người này người kia bị kỳ thị. Thì qua đây mình muốn gửi tới anh em một chỗ là không giúp được người ta thì thôi, cần gì bị hại người ta kiểu đấy, rồi đạp đổ bắt bắt cơm của người ta. Thì mong một số người thì tôi cũng nên làm cái hệ thì cũng giúp được người ta thì thôi, người ta thì bị giúp các bị đạp đổ như thế anh em. Nếu anh em thấy video hay và ý nghĩa thì cho mình xin một nút like, một nút chia sẻ, và những ai chưa đăng ký kênh thì mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Thì mình sẽ xấu thì bức ảnh người là lên cho mọi người tham khảo nha. Và nhớ anh em là nhớ tránh xa những con người ấy nha. Thì mong anh em đủ kinh nghiệm. Thông qua video đấy thì mình muốn gửi tới một số người là đang đất đai thì làm công việc cái khổ khổ thì không giúp được người ta thôi, đấy là đâu nợ lòng đạp đổ bất cứ của người ta. Thì mọi người mà thấy video hay thì cho mình xin một like, một nút chia sẻ nhé mọi người. Và những ai chưa đăng ký kênh thì mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Thì cảm ơn mọi người nhiều nhé.